Vâng, cửa hàng âm thanh Sơn Lúc Đỏ xin kính chào tất cả các bác. Thì hôm nay cửa hàng bên em lên sóng cho các bác, đây là một lô đẩy cam với cái mã là Q28, với chạy mạch class H và mỗi kênh của nó là 800W một kênh. Thì chứ cả các bác đã thấy là có một mã đó là Q46 đúng không ạ? Nó là 4 kênh và mỗi kênh của nó là 600W. Nhưng hôm nay bên em cũng sẽ bỏ qua mà không giới thiệu cái mã này. Thì cái lý do vì sao mà em sẽ không giới thiệu cái mã này để mọi người sẽ biết ngay ở phía sau nha bác nha. Bác đợi em một chút. Thì hôm nay em sẽ lên sóng cho mọi người cái mã đây tập trung. Nó là cái mã Q28, có nghĩa là 2 kênh 800W một kênh, với thiết kế bên ngoài khá là đẹp, nhìn khá là đơn giản và tinh tế các bác nha. Có một cái lớp mặt nhôm ở phía trước, in tất cả thông số của đẩy lên đây. Có đèn quắc, núm vô lâm, tất cả mọi thứ, còn khe lấy gió thì ở phía trên phía dưới. Nói chung là nhìn nó cũng khá đơn giản, nhìn thì khá đơn giản nhưng mà khá là tinh tế và đẹp, nhìn sang trọng nữa, rất là đẹp các bác nha. Còn ở phía sau, ở phía sau con đẩy này thì có một khe đẩy gió nằm ở phía sau đấy. Khe này là khe đẩy gió ra và hút được hút phía trước các bác nha. Còn phía tín hiệu vào thì có cổng input A và input kênh B, và có đường link kênh A và đường link kênh B, link tín hiệu các bác nha. Và tín hiệu ra thì họ cho chúng ta là hai kiểu tín hiệu ra, một là đường jack new trích, jack new trích, hai là cái jack, cái dạng jack, jack này các bác này, jack vuông vuông này. Thì cái jack này nó thật các bác là bên em hiện tại là chưa gửi về được, cho nên là em cũng chưa sử dụng cái dòng jack này. Thì chúng ta dòng hai kênh thì chúng ta sẽ sử dụng jack này, jack này chúng ta không dùng tới. Còn riêng cái dòng 4 kênh, riêng cái dòng 4 kênh mà vì sao mà em lại chưa mở bán? Bởi vì riêng dòng 4 kênh á thì họ sử dụng toàn bộ bằng cái jack này hết. Đấy, toàn bộ bằng cái jack vuông này. Họ đã không dùng jack new trích, cho nên là chúng ta khá là khó sử dụng và em đang phải đợi jack về mà em mới bán được các bác nha. Đấy. Thì cái mã 4 kênh nó sử dụng cái jack này. Đây em sẽ quay chi tiết cho các bác xem cái jack này. Đây. Đấy. Nó thiết kế cái jack hình giống như hình cắp mạng vậy đấy. Thì cái đầu jack cắm này bạn em sẽ mua và bạn em sẽ sử dụng cho con đợi 4 kênh. Còn hai kênh thì chúng ta không, jack này mình không dùng tới rồi. Bởi vì mình sử dụng bằng jack new trích rồi. Nó tiện lợi và jack thông dụng nhất trên thị trường hiện nay. Đấy. Thì về thiết kế bên ngoài của lô đẩy này các bác nhìn khá là ok. Nhìn rất là đẹp đúng không các bác? Đấy các bác nhìn tổng thể cả lô của em này, nhìn nó rất là đẹp. Đấy, đấy. Đang rất là ok. Đang còn đẹp kính con lắm đấy. Hàng bãi mình trên này là quá là đẹp rồi đấy. Hàng bãi bọn em chưa vệ sinh nữa bác nhá. Lô này bên em còn chưa vệ sinh luôn. Mới về thôi. Đấy, nhìn rất là đẹp. Tổng thể gọi là cả lô nhìn rất là hoành tráng luôn. Và bây giờ em xin mời các bác đi vào bên trong nội thất bên trong và chúng ta xem những cái gì mà cái hãng này mang tới cho chúng ta nhé. Đây, trước mặt các bác đây là nội thất bên trong của con đấy đây các bác nhé. Các bác nhìn qua cho em thực sự nhìn rất là chất luôn. Bãi nguyên đúng bằng bãi xịn luôn nha. Em chưa vệ sinh luôn nè bác nhìn này. Đang còn bụi. Đang bụi nguyên bản cho các bác luôn. Đấy, đang bụi nguyên bản từ cái quạt gió, tất cả mọi thứ đang rất là hoàn hảo cho các bác. Mặc dù là bên em chưa vệ sinh nhưng các bác nhìn qua những cái đường mạch, những cái cục nguồn tụ, tất cả mọi thứ đang còn rất là hoàn hảo cho các bác, rất là đẹp. Từng nguồn tụ đều có số series, năm sản xuất. Đấy, năm 2015. Năm 2015. Và trên đây cũng vậy. Họ có ghi ngày sản xuất luôn năm 2015. Đấy, thì con này vị trí đã được sản xuất cách đây là 4 năm rồi. Đã được 4 năm rồi nhưng trải qua 4 năm như thực sự con đấy đang còn quá đẹp. Nếu như con đấy này chúng ta chỉ cần vệ sinh qua thôi thì thực sự nhìn không thể chê được cái gì cả. Tem QC, quản lý chất lượng. Tất cả các jack kết nối đều được phủ keo. Nhìn em lại, tất cả các kết nối đều được phủ keo rất là cẩn thận. Tránh trường hợp là bị lỏng lẻo do quá trình vận chuyển hoặc trong quá trình sử dụng thì họ kiểm tra, họ làm rất là cẩn thận cho các bác luôn. Từng cái keo, tất cả mọi thứ đều có đầy đủ hết. Về phía mạch công suất thì các bác nhìn qua con mạch này thực sự là quá là kết. Với những dòng mạch class H thì các bác đã biết rồi, mạch class H cho độ bền cao nhất trên thị trường. Với dòng mạch class H thì mọi người đã biết rồi, nó cho độ bền ổn định rất là cao và luôn luôn được nhiều người tin tưởng. Bởi vì nó thứ nhất là nó mát, thứ hai là độ bền cao, thứ ba là nó cho ra cái giải âm nó sạch, nó không bị sôi nhiều. Mà đặc biệt với cái dòng hãng này họ làm khá là cẩn thận. Các bác lưu ý cho em, đối với những dòng hãng mà họ làm mà vách ngăn cái công suất với lại phần nguồn á, lệch riêng biệt như thế này á, thì đa số là họ sẽ không làm cái vành khử từ ở trên cái nguồn.
bởi vì là họ làm cái vách ngăn này thì họ sẽ bảo vệ được cái phần công suất rồi, nó không bị sôi rồi. Nhưng cái hãng này họ vừa làm ngăn, vừa làm ngăn như thế này, vừa làm tạo được cái phần quạt cho phần làm mát cho phần công suất, mà nó lại vừa khử tử khử nhiễu cho cái phần công suất nữa. Mà đặc biệt họ là cẩn thận hơn nữa, họ làm cả cái vòng khử nhiễu ở bên ngoài cái cục nguồn luôn, cái nguồn cho các bác luôn, rất là đặc biệt và rất là cẩn thận. À, với quân mạch như thế này thì các bác nhìn cho em, mạch class H thì thực sự cái dòng mạch này chất âm phải nó quá là tuyệt vời. Tất cả những con mạch dán đây đều là những dòng mạch đầy cao, đầy rất là cao cho các bác. Cho nên nó cho chất âm sáng hơn, rất là sạch, nó không như những dòng mạch đầy cũ bây giờ. Mạch đầy cũ thì các bác lại biết là nó cho ra chất âm khá là tối và hay sôi, đặc biệt là nó công suất nó rất là yếu. Thì đối với những con mạch này thì nó cải thiện được toàn bộ những cái điểm yếu đó của những dòng mạch đầy cũ hiện nay. Thì với con đẩy này thì các bác hoàn toàn yên tâm, nói đến mạch class H cũng không cần phải lo lắng gì cả. Tất cả hàng bán cho các bác đều được bao zin 100%, từng tới quân ốc, từng cái keo cũng sẽ đang còn nguyên, từng cái keo các bác kiểm tra cho em vẫn vẫn sẽ đang còn nguyên hết. Đây cái keo, tất cả mọi thứ đang còn zin đét cho mọi người luôn, từng hạt bụi đấy. Nếu bác nào không thích kiểm tra và vệ sinh thì bây em sẽ để nguyên cho các bác về tự vệ sinh cũng được luôn, không vấn đề gì cả. À, tụ này họ sử dụng 4 con tụ là 12.000 mi và 63V. Đấy, 12.000 mi và 63V. Còn đối với nguồn này thì nguồn này tầm còn cũng là nguồn 17-18 gì đấy, khoảng 17-18 các bác nhé. Đấy, em cũng không có thước đo chính xác. Nhưng cái đặc biệt nhất của con đẩy này, đặc biệt nhất con đẩy này mà em hay nói mọi người, đối với những con mạch đầy cao thì em luôn luôn thích những con đẩy nào mà nó càng ít sò mà nó cho ra công suất càng lớn càng tốt. Hiện tại bây giờ là con đẩy này là 800W một kênh nhân với 2, vậy chỉ là 1.600. Nếu một con đẩy chạy mạch class AB để cho lên 800W một kênh thì bây giờ họ phải sử dụng từ 38 cho đến 40 sò. 38 cho đến 40 sò bác nha. Em nhắc lại cho mọi người là 38 cho đến 40 sò thì họ mới có thể đưa công suất lên 800W một kênh. Nhưng đó 800W một kênh, đó là 800W là ước chừng, chứ còn công suất thực nghiệm mà các bác sử dụng thì nó không đến 800W, nó chỉ tầm khoảng độ 600-700W là cùng. Đấy. Nhưng con này chạy mạch class H bây giờ thì để đưa đến 800W một kênh, họ không cần dùng nhiều, chỉ cần đúng 12 con, 1 2 3 4 5 6. Chúng ta chỉ cần đếm chữ thôi nhé, không cần đếm sò, không cần nhìn cái gì hết đấy. Mấy cái này em không tính. Bốn con này không tính. Em tính này 1 2 3 4 5 6. Bên này 1 2 4 5 6, vậy chỉ là 12 con sò. Các bác thấy bất ngờ chưa? Nó chỉ có 12 con sò thôi. 12 con sò nhưng nó đã đưa công suất lên tới 800W một kênh. Đó là cái điều mà em luôn luôn rất là vui. Em rất là vui. Em luôn luôn nói mọi người là em thích những con đẩy nào càng ít sò càng tốt, mà công suất càng cao thì có nghĩa là con mạch con đẩy đó đầy càng cao và nó có công nghệ càng tốt, cho ra chất âm càng hay. Càng ít sò công suất càng cao thì nó càng sạch tiếng và nó không bị tối, nó không bị bì, nó không bị sôi, nó không bị vân vân, nó không bị nóng, vân vân và vân vân, những cái thứ liên quan phía sau. Thì đây là con đẩy mà có thể nói là quá là tuyệt vời, quá là tuyệt vời. 800W một kênh thì các bác có thể đánh cho em được cả loa phun đuôi 40. Cả phun đuôi 40 con đẩy này các bác vẫn yên tâm sử dụng cho em, không hoàn toàn không phải lo lắng cái chuyện mà đánh bị nóng, bị nóng hay là trong quá trình sử dụng mà nó nóng rồi nó không may là chập cháy, là nó điện yếu tụt thì nó sẽ không chạy được. Thì đối với con đẩy này, thứ nhất là nó dùng sử dụng nguồn là nguồn xuyến mà nó lại không nặng quá, nó chỉ có hơn chục kg thôi, em tay xách vào tay vẫn lên được. Thì các bác sử dụng trong làm sự kiện rất là ok, rất là nhẹ nhõm, rất là an toàn. Và đặc biệt với những đầy mạch mà mạch dán đầy cao, với dòng mạch class H đầy cao như thế này thì độ bền rất là lớn. Có thể nói các bác là độ bền cực kỳ cao luôn, độ bền cực kỳ cao cho các bác sử dụng, hoàn toàn không phải lo lắng gì cái chuyện mà chất âm hay là do bị quá trình sử dụng nó bị hỏng hay hưởng hỏng vặt. Thì những dòng đầy mạch class H này nó không bao giờ hỏng vặt, các bác rất là yên tâm. Còn đối với tất cả những con đẩy này, khi các bác và em sẽ bảo hành cho các bác. Bảo hành nếu không may các bác sử dụng có vấn đề gì thì các bác thì liên hệ bên em sẽ hỗ trợ các bác sửa hết tất cả những con đẩy này, không có đẩy nào bọn em không sửa được, luôn luôn bảo hành các bác, hỗ trợ sửa trọn đời luôn. Đấy, các bác yên tâm sử dụng em, trong quá trình sửa chữa hết bảo hành thì có những vấn đề phát sinh, ví dụ như là nó hỏng cái gì bọn em sẽ báo rõ cho mọi người và bọn em sẽ không tính công. Đấy, ví dụ như những linh kiện thì bọn em thay, bọn em sẽ báo cho mọi người biết, mọi người yên tâm các bác nha. Thì cảm ơn các bác rất là nhiều. Những bác nào đang cần những con đẩy công suất lớn mà giá thành hợp lý thì các bác thể liên hệ em với con đẩy này. Thì con đẩy này bên cửa hàng em sẽ bán với các bác một cái giá, nó chỉ là giá nó chỉ là 4.500.000 đồng cho một con đẩy chạy mạch class H và 800W một kênh các bác nha.
giá rất là ok cho các bác luôn. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại.